Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Liên quan đến việc tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố tạm giam liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, điều 331 Bộ luật Hình sự. Trước đó, lãnh đạo nhà trường đã cảnh báo những hậu quả pháp lý bất lợi nếu có những hành vi không chuẩn mực trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội và hoặc bên ngoài nhà trường. Lãnh đạo nhà trường cũng yêu cầu ông Đặng Anh Quân tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường. Ngày 27 tháng 2 năm 2023, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ra thông cáo báo chí về việc ông Đặng Anh Quân, giảng viên nhà trường bị khởi tố tạm giam liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, điều 331 Bộ luật Hình sự. Theo đó, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về những hoạt động mà nhà trường đã tiến hành liên quan đến ông Đặng Anh Quân, cụ thể như sau. Ngày 26 tháng 10 năm 2021, lãnh đạo nhà trường đã triệu tập ông Đặng Anh Quân tham dự cuộc họp để trao đổi và nhắc nhở ông về việc cần tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo liên quan đến việc tham gia vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Lãnh đạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo những hậu quả pháp lý bất lợi nếu có những hành vi không chuẩn mực trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội hoặc bên ngoài nhà trường. Lãnh đạo nhà trường cũng đã yêu cầu ông Đặng Anh Quân tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, trước khi ông Quân bị bắt, trường đã ban hành quyết định số 52 QĐ-DHL về việc thành lập tổ công tác xem xét đánh giá hoạt động của giảng viên Đặng Anh Quân liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng. Sau khi quyết định được ban hành, nhà trường đã yêu cầu tất cả các thành viên trong tổ công tác nhanh chóng sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu có liên quan, các quy định pháp luật có thể áp dụng trong trường hợp này, đảm bảo việc đánh giá cẩn trọng, khách quan và chính xác để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật. Đặc biệt vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, sau khi nhận được thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Đặng Anh Quân từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhà trường họp khẩn cấp và đưa ra những quyết định như sau. Thứ nhất, thực hiện tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Đặng Anh Quân theo khoản 3, điều 28 luật viên chức năm 2010, được sửa đổi bổ sung năm 2019, và điểm B khoản 1, điều 30 bộ luật lao động năm 2019. Theo đó, hợp đồng làm việc sẽ bị tạm hoãn trong trường hợp người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Thứ hai, điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn mà ông Đặng Anh Quân đang đảm trách tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho các giảng viên khác đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động bình thường của nhà trường. Thứ ba, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định pháp luật, bởi lẽ khoảng 4 điều 3 nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức có quy định cán bộ công chức viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố xét xử về hành vi vi phạm pháp luật. Trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thuộc một trong những trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật. Thứ tư, trong thời gian ông Đặng Anh Quân bị tạm giam, nhà trường với tư cách là cơ quan quản lý viên chức sẽ cùng với thân nhân của ông Đặng Anh Quân thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật. Theo kết quả điều tra do Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, ngày 30 tháng 1 năm 2023, các buổi livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng với nội dung xúc phạm các cá nhân có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim. Cơ quan điều tra xác định, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Luật sư Kim tham gia livestream cùng bà Hằng 2 buổi, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Trước đó, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân từng bị mời làm việc vào ngày 26 tháng 6 năm 2022 vì liên quan đến phát ngôn nghi xúc phạm đến bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh cho rằng ông Đặng Anh Quân là cố vấn pháp lý trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Lúc này, ông đang công tác tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Vy Oanh cho biết, ông Đặng Anh Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi. Trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định các buổi livestream của bà Phương Hằng còn có sự giúp sức của Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty Đại Nam, Lê Thị Thu Hà, Hà Lê,
30 tuổi, nhân viên công ty Đại Nam, và Nguyễn Thị Mai Nhi, Hoàng Nhi, 39 tuổi, trợ lý bà Hằng tại công ty Đại Nam. Những người này có nhiệm vụ đăng tin trên Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream, in các nội dung sẽ phát ngôn đưa cho bà Hằng trước buổi livestream, chuẩn bị sử dụng các phương tiện thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng, xã hội của bà Hằng. Ngoài ra, họ còn dẫn chương trình các buổi livestream, đưa tài liệu khi bà Hằng phát ngôn và thông báo số lượng người xem, đọc lại các bình luận trực tiếp trên mạng xã hội. Trong các buổi livestream nói về nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Viu Anh có sự tham gia của ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Nguyễn Đình Kim. Công an xác định hai người này có phát ngôn liên quan tới nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Viu Anh. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra đầu tháng 3 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều người thuộc nhiều bên khác nhau, có cả nhà báo, cả luật sư, giảng viên luật cùng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, mang lại nhiều bài học cho toàn xã hội. Đó là bài học về phát ngôn, bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trên không gian mạng. Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, người dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc. Không sử dụng những ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực và không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tin giả, tin sai sự thật. Nếu các cá nhân cố tình lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phát ngôn, bình luận, đăng tải các thông tin sai sự thật, vi phạm thuần phong mỹ tục, đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Nếu bà Hằng chỉ dừng lại ở mức vạch trần sai trái của vài nhân vật danh tiếng có căn cứ thì mọi chuyện đã khác. Song chỉ cần đẩy thêm một chút đến mức xúc phạm, đặt điều hay phát ngôn những thông tin không có căn cứ, ảnh hưởng tới người khác và gây rối trật tự công cộng thì hành vi lại đã khác. Nghiêm trọng hơn nữa là những việc làm này lại kéo theo sự tham gia của một số người hay được tiếp sức bởi một số người. Thực tế, cơn khát quyền lực ảo đã đẩy không ít người vướng vào những rắc rối về mặt pháp lý. Và thật tiếc cho những người am hiểu luật pháp, đó là những luật sư đang hành nghề luật cũng không thoát khỏi những ám thị về thứ quyền lực ảo mà mạng xã hội mang lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!